cùng một dòng sơn đen Flintkote là dòng sơn ở đây anh em. Các anh á, khi quét lên thì màu sơn lên đẹp như thế này, nhưng các anh em khi thi công thì lại bong tróc ra hết và lột thành những bản lớn như thế này, như này và cả như này nữa. Vậy anh em đã nắm được cách thi công đúng kỹ thuật loại sơn này hay chưa? Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh em cách để quét sơn đen Flintkote được lên màu đẹp như thế này. Đây là căn cứ dựa trên thực tế thi công cho các khách hàng nhà mình đã ghi nhận lại được và mình chia sẻ với anh em. Anh em cùng tham khảo qua anh em nha. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của mình, lại là mình đây, Vĩ đây anh em. Nếu anh em có những thắc mắc về hồ cá coi thì anh em cứ comment bên dưới nha, mình sẽ giải đáp chi tiết cho anh em. Bên mình hiện đang cung cấp đầy đủ vật liệu lọc, chổi, G-Max, máy bơm, máy sủi oxy cho hồ cá coi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Hiện tại như trên màn hình của anh em là hồ cá coi của nhà anh khách bên mình. Hồ cá coi 70 khối này được xây dựng tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Bây giờ thì mình sẽ trình bày trình tự các bước thi công từ giai đoạn mới đổ bê tông đến khi hoàn thiện quét sơn đen Flintkote cho hồ, và chia sẻ với anh em luôn cách lắp lọc cho hồ cũng như là cách để xử lý chất lượng nước khi mà thả cá vào, đảm bảo được cá khỏe, nước trong, không bị bệnh stress hay nằm đáy. Anh em có thể tham khảo qua quá trình này và có thể áp dụng thực tế luôn cho hồ cá coi nhà mình. Đầu tiên ở đây, sau khi xây dựng hoàn thiện phần tô xong thì anh em mình cho tô trát và hoàn thiện. Đồng thời ở lớp ngoài cùng này anh em mình cho đi lớp nước láng hồ dầu. Về cái kỹ thuật mà đi nước lớp láng hồ dầu này mình đã trình bày rất kỹ trong một video trước đó, là video này đây anh em. Anh em có thể vào kênh của mình để xem thêm chi tiết. Link của video này mình sẽ để bên dưới phần mô tả nha. Đợi lớp hồ dầu này khô rồi thì anh em mình bắt tay vào khâu chống thấm cho hồ. Ở đây anh em cần lưu ý phải để lớp hồ dầu thật sự là khô nha, không còn ẩm ướt thì mới quét sơn chống thấm được. Nếu như lòng hồ còn ẩm ướt và còn hơi nước, anh em quét sơn chống thấm vào là hầu như là nó sẽ bong tróc ra ngay. Trước khi quét sơn chống thấm này thì anh em còn tiến hành vệ sinh hồ sạch sẽ. Anh em cố gắng vệ sinh sạch bụi bẩn, càng sạch càng tốt để lớp sơn được bám một cách tốt nhất vào lòng hồ của anh em. Ở đây thì mình dùng dòng sơn chống thấm sàn Kova CT-11A là cái loại sơn ở đây anh em. Nếu như anh em có nhu cầu nhập sơn Kova CT-11A này về để quét cho hồ thì có thể liên hệ với mình qua số hotline là 0909 272 598 để được tư vấn cách thi công và báo giá. Về công thức pha trộn thì anh em sẽ cho pha như sau. Tiến hành công cho mình là pha 1 kg xi măng với 1 nước và kèm theo là 1 kg Kova CT-11A này. Sau đó anh em cho hết vào bên trong một cái thùng rồi tiến hành dùng máy đánh trộn đều lên là ok. Sau đó thì dùng cọ hoặc rulo lăn sơn. Đây như trên màn hình là quá trình anh em mình thi công quét cho cả lòng hồ chính, hồ lọc và cả trên thác nước luôn. Quét tầm khoảng 3 đến 4 lớp, mỗi lớp cách nhau tầm khoảng 3 đến 4 tiếng là đẹp. Đợi lớp sơn Kova này khô thì anh em mình triển khai quét tiếp cái dòng sơn đen Shell Flintkote No 3. Đây là dòng sơn ở đây anh em. Nếu như anh em có nhu cầu đặt sơn Flintkote này về để quét cho hồ thì anh em liên hệ với mình và hotline là 0909 272 598 để mình tư vấn và hướng dẫn anh em cách thi công cụ thể anh em nha. Về cái loại sơn này thì nó dạng sáp, đây kiểu như hình này đây. Nó hơi sáp sáp kiểu giống như kiểu răng đó anh em. Ở đây anh em lưu ý là anh em cho pha với nước để quét, tuyệt đối là không pha với xi măng nha. Một số anh em pha với xi măng quét cho hồ thì nó sẽ tách lớp và bong tróc ngay. Trước khi thi công quét sơn đen Flintkote này để lòng hồ thật sự là khô ráo. Nếu như phần tường của anh em mà còn những cái vết ẩm như thế này thì hãy khoan quét sơn, mà hãy để hồ phơi thêm mấy ngày nữa cho nó thật sự khô ráo rồi hãy quét sơn nha. Đây như hồ cá coi này thì anh em mình cho phơi nắng tầm khoảng được 4-5 ngày rồi, đến nay hồ đã thật sự là khô hoàn toàn. Trước khi quét sơn á, thì anh em nên vệ sinh sạch sẽ phần lòng hồ và cố gắng vệ sinh sạch sẽ cái phần cặn bụi bẩn bám lên trên tường lòng hồ để cái lớp sơn này đã được bám một cách tốt nhất. Về cách để pha dòng sơn này thì anh em cần thực hiện như sau. Ở lớp thứ nhất là lớp lót thì anh em cho pha 1 kg sơn với 2 kg nước và quét để cho tạo cái lớp lót ổn định cho hồ. Sang lớp thứ hai anh em cho pha 1 kg sơn với 1 kg nước, tỷ lệ tăng dần nha anh em. Và sang lớp thứ ba là anh em dùng sơn này quét đậm đặc luôn. Nếu mà nó đặc quá thì anh em có thể pha nhẹ một tí nước để quét cho nó trơn cọ. Nếu như anh em vẫn còn dư sơn thì có thể quét luôn cho mình đến lớp thứ tư và thứ năm. Quét càng nhiều lớp thì màu sơn lên càng đẹp và càng ổn định, hạn chế được câu chuyện được bong tróc. Và lớp thứ tư, thứ năm này thì anh em cũng quét cho mình đậm đặc, pha nhẹ một tí nước để quét cho nó trơn cọ. Đây như hồ này anh em mình quét tới lớp thứ tư, màu sơn lên đẹp như thế này, nhìn phê không anh em, màu đen đậm và cực bình màu, không lo bong tróc. Nếu như anh em quét đúng kỹ thuật mình vừa trình bày thì màu sơn đen lên đậm và cực bền màu, không lo bong tróc. Như này thì cá bơi bên dưới lòng hồ ngắm rất là sướng, nó tung rõ lên phần body và màu sắc của cá nhìn rất là đẹp. Sau đây là một số lưu ý anh em cần quan tâm để thực hiện cái câu chuyện quét sơn đen này được tốt nhất. Lưu ý đầu tiên ở đây là anh em nên để lòng hồ thật sự khô ráo nha, không còn hơi nước thì mới quét sơn. Nếu như lòng hồ của anh em không được tô trát bằng phẳng á, thì anh em nên sẽ sơ qua bằng giấy nhám mịn để quét sơn cho nó hiệu quả. Nên quét vào thời tiết khô ráo, mỗi lớp cách nhau tầm khoảng 2-3 tiếng là ok. Về cơ bản cái dòng sơn này là nó gốc bitumen, nên khi khô thì nó vẫn sẽ còn hơi rít và bám chân tay, nên khi đi xuống lòng hồ thì anh em có thể là đi bằng chân không, không mang giày dép nha, và anh em có thể nhúng chân mình vào nước cho nó ướt, rồi anh em đi qua, di chuyển qua những cái vùng đã quét sơn đen rồi. Như vậy sẽ hạn chế được câu chuyện là sơn nó bám dính lên trên chân của anh em. Sau khoảng 2-3 ngày quan sát dưới đáy hồ không còn động ván nước nữa thì cho nước vào nước tím là ok. Trong khoảng thời gian đợi lớp sơn đen này khô á, cho lắp bơm máy sủi oxy để chuẩn bị cho vận hành đảo nước cho hồ, và test kiểm tra hệ thống đường ống lọc luôn xem có hoạt động hiệu quả hay không. Với một hồ cá coi 70 khối này thì anh em mình sẽ dùng 4 máy bơm 60 khối để thổi luồng và một máy bơm 25 khối để bơm lên thác tràn. Lắp bơm xong thì anh em mình cho nước vào đầy hồ, đánh tím khử độc cho hồ. Tỷ lệ tím ở đây là 10 cho tới 20 g cho một khối nước. Đây, như trên màn hình của anh em là toàn cảnh hồ cá coi đang trong giai đoạn là đánh tím khử độc cho hồ. Trong giai đoạn này thì anh em lưu ý nha, bật bơm và bật máy sủi oxy chạy 24/24 để đảo nước trong hồ, tăng cái hiệu suất khử độc sơn đen này để về sau thả cá cho được ổn định. Trong cái thời gian khử tím này thì anh mình cũng cho tập kết các vật tự lọc của kho anh mình qua khách và tiến hành ở khâu là lắp vật tự lọc cho hồ. Nếu như anh em có nhu cầu đặt vật tự lọc cho hồ như là chổi nè, G-Max nè, đèn UV nè, bơm nè, sủi, canet vân vân thì anh em có thể liên hệ với mình qua số hotline là 0909 272 598 để mình có thể tư vấn, báo giá và hướng dẫn cho anh em cách lắp đặt sao cho hiệu quả nhất, đảm bảo khi hồ vận hành cá khỏe nước trong. Sau khoảng 3 ngày ngâm tím thì anh em mình cho tháo sạch nước ra, vệ sinh hồ sạch sẽ. Ở giai đoạn này thì anh em mình bắt tay vào câu chuyện lắp vật tự lọc cho hồ. Đây, như trên màn hình của anh em là toàn cảnh khu vực hầm lọc. Bây giờ mình sẽ trình bày qua một tí về cách sắp xếp các vật tự lọc trong hồ cá coi 70 khối này để anh em có thể tham khảo qua. Ở ngày thứ nhất này thì ngay chỗ các đoạn ống xới lên từ hồ chính về, đây mình đã giấu trên màn hình đây, các ống hút mặt, hút đáy, hút lẫn của hồ, thì mình sẽ tiến hành làm một tấm lưới inox 3 ly tư kích thước là 100 micromet để lọc tách bớt phân thô cho hồ, và đồng thời nó giảm bớt cái áp lực nước từ hồ chính xới qua. Kết hợp ở đây thì anh em mình cho đặt thêm đèn UV và chỗ lọc. Về chỗ lọc thì ở đây anh em mình cho dùng các thanh inox xỏ qua, xuyên qua các chỗ lọc và cho gác lên 2 phần bản lề được bắn ở trên vách tường. Đây, bản lề đây anh em. Anh em có thể muốn cho nó gọn gàng thì anh em chỉ việc dùng cái bản lề chữ V anh em mà bắn lên trên vách tường như thế này, và việc gác chổi lên nó cũng đơn giản hơn. Sang ngăn tiếp theo bên này nó đặt full vào là G-Max, và tiếp tục qua bên ngăn này anh em mình cũng lắp full vào là G-Max cho hồ cá coi. Ở sang ngăn thứ ba này là ngăn canet, mình dùng một máy sủi Sicor BA 250 và cấp thêm 4 bông sủi để đảo canet cho nó tối ưu, đảm bảo được lượng canet được đảo đều và hiệu quả. Đây là đoạn video anh em mình cho nước vào này hồ và vận hành đảo thử canet. Hiện thì máy sủi oxy đảo canet khá là êm, nhưng nó vẫn còn hơi thiếu một ít canet nữa, tiếp tới mình sẽ bổ sung thêm. Ở ngăn cuối bên này là ngăn bơm, mình sẽ tăng cường thêm vài thùng sứ thanh và sứ Momotaro để cho hiệu suất nó lắng lọc phân tốt hơn. Trên khu vực thác tràn thì mình sẽ bổ sung thêm vài thùng sứ thanh nữa, đạt như thế này đây anh em, để tăng cường thêm cái việc lọc nước tách phân cho hồ. Sau khi lắp full vật tư lọc cho hồ á, thì anh em mình cho nước vào đầy hồ và đang bước vào công đoạn xử lý nước để chuẩn bị thả cá. Và cách để xử lý nước cho hồ mới xây xong anh em sẽ thực hiện như sau. Anh em tiến hành đánh muối với tỷ lệ là 2 kg cho một khối. Anh em lưu ý là đánh muối hạt, tuyệt đối là không dùng muối hầm hoặc là muối iốt nha. Đánh Vitacoin tại quán ở đây anh em với tỷ lệ là 10 g trên khối. Loại này thì giúp cân bằng được pH cho hồ. Đánh men vi sinh Paragon Pro với tỷ lệ là 60 ml cho một khối, là khoảng 3 nắm chài cho một khối nước, giúp cái lượng vi sinh mới cho hồ, làm cho hệ vi sinh hoạt động được tốt hơn. Nếu như anh em cần đặt Vitacoin và men vi sinh Paragon Pro thì anh em có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0909 272 598 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể. Sau khi đánh các loại trên thì anh em mình cho bật bơm luồng này, bơm thác mạnh, vận hành đảo nước cho hồ. Sau khoảng 3 ngày thì tiến hành đo pH. Bên mình thì hay đo pH bằng bộ cái test sera là bộ này đây anh em. Đo bằng bảng màu như thế này nó sẽ chính xác hơn, hạn chế được câu chuyện là sai số. Một số anh em mà dùng bút điện tử mà đo thường là sẽ dễ bị sai số, và khi đó anh em đi cân bằng lại rất là cực, nên anh em có thể dùng luôn một cái test sera này để đo pH cho hồ, vừa tiết kiệm được chi phí mà vừa hiệu quả. Sau khi đo kiểm tra pH thì pH của hồ về khung lý tưởng là 7.7.5, anh em mình tiến hành cho thả cá. Đây là hình ảnh cá koi mới thả vào hồ. Hiện tại gia chủ đang thả 100% là cá koi Nhật, có size dao động từ 30 cho tới 50. Với hệ lọc được xử lý kỹ nên cá thả vào hồ đang rất khỏe và sung, nước rất là trong, không có biểu hiện về stress, sốc nước, nằm đáy. Sau đây là một số hình ảnh mẫu hồ cá koi 70 khối đã hoàn thiện và đi vào hoạt động thả cá. Tính tới thời điểm mình làm video này để chia sẻ đến anh em thì hồ đã hoạt động được khoảng gần nửa năm rồi anh em à. Anh em có thể quan sát là chất lượng nước rất là trong, cá khỏe, sung. Lòng hồ được quét sơn đen khi cá koi bơi dưới lòng hồ, anh em có thể cảm nhận được rằng là nó hiện lên rất là rõ về phần body và màu sắc của cá koi. Đồng thời màu sơn đen nó cũng đẩy thêm về cái phần chiều sâu cho hồ. Về chi tiết quá trình cải tạo xây dựng hồ cá koi 70 khối này thì mình đã trình bày rất kỹ trong chuỗi 4 series trước đó. Anh em có thể vào kênh của mình xem thêm chi tiết. Vừa rồi là những chia sẻ của mình và câu chuyện là cách để quét sơn đen cho hồ cá koi sao cho đảm bảo được một sơn lên đẹp, không bong tróc và được bền màu. Đồng thời mình cũng chia sẻ thêm với anh em về cách để lắp vật tư lọc cho hồ 70 khối và xử lý chất lượng nước cho hồ để tiến hành thả cá. Anh em có thể tham khảo qua những chia sẻ của mình để áp dụng thực tế luôn cho hồ cá koi nha. Còn nếu trong quá trình thi công anh em có những thắc mắc và cần hỗ trợ thêm thì anh em có thể liên hệ với mình qua số hotline là 0909 272 598 để mình có thể tư vấn và hỗ trợ anh em một cách tốt nhất. Đến đây thì mình cũng xin được kết thúc video ở đây. Anh em xem kênh mình thấy những chia sẻ của mình hay và hữu ích, anh em nhớ cho mình xin một like, một subscribe và một chia sẻ anh em nha, để mình có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa liên quan về sân vườn và hồ cá koi chia sẻ đến anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Mình là với cá koi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Video của mình hay và hữu ích, anh em cho mình xin một lượt follow và một chia sẻ nha. Cảm ơn anh em.